Hello, xin chào mọi người. Bây giờ là 11 giờ tối rồi đó mọi người. Cũng có người lại mua cá nữa nè. Đây là người mã có hay chùm khăn trên đầu á mọi người. Công việc chính của Nhung là ở nhà nuôi cá. Nhung tự ép cho nó đẻ, xong rồi Nhung nuôi lớn lên là Nhung sẽ bán. Thì Nhung cũng thường thì sẽ bỏ mối cho Nhung bỏ mối cho mấy cái tiệm cá đó. Còn cũng có bán lẻ. Chung bán lẻ thì nó rẻ hơn á. Nhung bán rẻ hơn những người ở tiệm cá nhiều. Nhưng nhiều người biết tới Nhung bán thì sẽ giới thiệu lại. Nhung bị cảm mấy bữa nay mọi người nên tiếng nó hơi bị ấy. Giờ hai anh chị đang lựa cá nè. Anh với chị người Mã nên nói tiếng Mã. Mình thì hiểu được một chút xíu tiếng Mã. Mình nói thông dụng là mình nói tiếng Hoa mọi người. Chồng mình người Hoa đó nên mình nói là thông dụng là tiếng Hoa. Vậy nên anh chỉ thử ra. Anh chỉ lại mua cá ba đuôi. Phía bên kia, phía trong đó là mình đang ép cá đĩa mọi người. Mình ép cá đĩa mình bán nữa. Bây giờ đã khuya rồi đó. Trời tối rồi mà ông A Băng kế bên ông mới cho được trái mít nè mọi người. Trái mít này nó chín rồi nè. Nhưng mà bị thúi rồi. Bị thúi hết một bên rồi. Ở bên đây là mít là mỗi lần ra trái là người ta sẽ lấy áo người ta trùm lại hết luôn. Trùm lại hết. Kiếm thêm thu nhập để nuôi con á mọi người. Anh chị lựa. Thật ra thì Nhung á là trước khi lấy chồng ở bên Malai á. Trước khi Nhung lấy chồng ở bên Malai thì ở Việt Nam Nhung đã từng ly hôn rồi. Nhung có hai đứa con gái ở Việt Nam nữa. Nên khi mà qua đây á, Nhung đi làm á thì quen với chồng mình á thì sau này đám cưới rồi thì Nhung cũng ráng làm kiếm tiền để gửi về nuôi hai đứa con gái ở Việt Nam của Nhung á. Hai đứa gái Nhung bây giờ lớn rồi, một bé thì đang học ở lớp 12, một bé thì đang học lớp 10, nên chi phí học của hai bé cũng khá là cao á. Thường á lúc trước mình mới gặp chồng mình á thì lúc mà mình có em bé này nọ mình không có làm được gì á thì mọi chi phí là chồng hiện tại mình lo hết. Chồng mình phải vừa lo cho mình bên đây vừa lo cho hai đứa con mình ở Việt Nam nữa. Cho mình lúc mà mình sanh xong rồi con của mình nó đi học rồi đó, mình có thể kiếm được thu nhập á thì mình sẽ tận dụng mọi thời gian để kiếm thu nhập phụ chồng mình nữa. Nhưng mà mình kiếm ra đồng tiền của mình tự kiếm ra mình cũng vui lắm mọi người. Tuy hơi vất vả xíu nhưng mà mình cảm thấy vui là được. Dalam 30-40 lebih. Bây giờ chồng mình bỏ bọc cho anh chị về đó. Bây giờ chồng mình mới xong rồi đó. Bây giờ là có tiền rồi đó mọi người. Ai quên thay dao nó có giữ gìn sơ mà. Chưa chị về nó còn nhiều chuyện.
thay giờ lại hoặc là mấy hình như là hai người này có lợi nha. Nhà mình mua một lần rồi mọi người, lúc trước mình có nuôi nhiều lắm. Karena masa dulu lah sini semua penuh, tapi ada jalan mereka datang ấy thay vào lại là mấy à, thay vào lại là thì ra là hai người này có lợi nhà Nhung mua cá rồi, mua lâu đã rồi mà. Lúc trước dịch bệnh á, Nhung ở nhà nuôi nhiều lắm. Bây giờ hết dịch để chồng mình đi làm á, nên có thời gian nhiều, mình chỉ nuôi có cá ba đuôi nè. Nhung nuôi cá ba đuôi với cá la hán với cá dĩa thôi mọi người. Mấy loại kia Nhung không có nuôi nữa, nó không đủ thời gian á, nên Nhung không có nuôi nữa. Bye bye, thank you á. Bây giờ hai người nó về rồi. Bye bye mọi người luôn nha.